Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 7. Như vậy thì trong clip trước thầy đã quay xong cho các em ở cái bài số 4 rồi đúng không nào? Hai đường thẳng song song. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài số mấy em? Bài số 5. Đó chính là tiêu đề clip về đường thẳng song song các em nhé. Thầy sẽ tiến hành hệ thống hóa kiến thức cho em ở bài số 5 này trước. Sau đó thầy sẽ hướng dẫn cho em ở các phần bài tập ở phần bổ sung các em nhé. Chúng ta đi sang phần 1, chúng ta đi tìm hiểu cái thế nào là cái tiêu đề ở clip. Như vậy ở tiêu đề clip thì ông ở clip này thì ông viết cái gì các em? Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng cho trước, chỉ có mấy đường thẳng đi qua cái điểm đó và song song cái đường thẳng đó các em. Chỉ có duy nhất một điểm đó thôi, một cái đường thẳng đó thôi. Các em hiểu chưa nào? Các em ghi thầy ở đây không? Ghi chúng ta vẽ hình rồi nha. Qua một điểm, bàn là rung nha, qua một điểm ở ngoài một đường thẳng đó là chỉ có một đường thẳng nha, chỉ có một đường thẳng, duy nhất một đường thẳng thôi nha, nó song song với đường thẳng đó. Chúng ta có thể hiểu nôm na và vẽ cái hình minh họa như sau. Là ở đây thầy có một cái đường thẳng A, được chưa nào, và một cái điểm M nằm ngoài đường thẳng A, hiểu chưa? Rồi, chúng ta phải hiểu cái tiêu đề này và chúng ta có thể vẽ cái hình minh họa là như sau này. Ta có một cái đường thẳng A và một điểm M nằm ngoài đường thẳng A, thì chỉ có duy nhất một cái đường thẳng nào đó mà đi qua điểm M và đồng thời nó song song với A, đi qua M và đồng thời song song với A, không có đường thẳng thứ hai nhé, chỉ có duy nhất một đường thẳng thôi. Đi qua M này thỏa mãn hai điều kiện này, đi qua M và đồng thời song song với A, thì chỉ có duy nhất là một đường thẳng B này thôi. Đó. Các em hiểu chưa nào? Đấy. Chúng ta đi sang phần 2, đó chính là tính chất của hai đường thẳng song song nha. Như vậy thì khi mà hai đường thẳng song song thì nó có những tính chất gì? Nó có này, nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì những cái này chúng ta cũng đã được biết rồi em. Nếu một đường thẳng giờ chúng ta có một đường thẳng C nào đó, nó cắt hai đường thẳng AB và hai đường thẳng AB này là hai đường thẳng nó song song với nhau. Đó nào. Cắt hai đường thẳng song song thì thứ nhất khi đó chúng ta sẽ kết luận được cái gì? Hai góc ở vị trí so ly trong thì như nào với nhau em? Sẽ bằng nhau. Hai góc so ly trong bằng nhau. Những cái này thì em ghi vô như thầy nha. Toán đại thì nó có công thức, toán hình thì gần như nó rất là ít công thức, mà nó chính là công thức của nó ở đây đó chính là định lý hay là tính chất. Các em hiểu chưa nào? Đó, đây chính là công thức của nó. Hai góc đồng vị như nào với nhau? Bằng nhau. Hai góc trong cùng phía như nào các em? Bù nhau. Được chưa? Bây giờ chúng ta có thể vẽ cái hình minh họa. Dù ở đây chúng ta sẽ có hai cái đường thẳng A và B song song với nhau, giả sử như thế này. Chúng ta có một cái đường thẳng C bất kỳ, cắt đường thẳng A tại ở đây điểm A và cắt đường thẳng B tại đây điểm B. Chúng ta có thể ký hiệu các vị trí góc, ví dụ ở đây là 1, 2, 3, 4. Ở đây là 1, 2, 3, 4, ví dụ thế này. Phải nào? Thì nếu như chúng ta có A song song với B, thì chúng ta có thể kết luận được
các vị trí sau ly trong. Ví dụ góc A1 sẽ bằng góc B2, thấy chưa nào? Góc A1 sẽ bằng góc B2, hoặc là A4 sẽ bằng với B1, thấy chưa? Sau ly trong ta ghi một cặp thôi. Các góc vị trí đơn vị, ví dụ như A2 bằng góc B1, hoặc là A1 sẽ bằng với B4, hoặc là A3 sẽ bằng với B2, A4 sẽ bằng với B3, ví dụ thế. Thì chúng ta sẽ ghi thầy đây là A2, A2 thì sẽ bằng với B1, được chưa nào? Hai góc trong cùng phía bù nhau, ví dụ như góc A1 cộng góc B, B1, A1 cộng B1 thì bằng 180 độ, hoặc là A4 cộng với B2 sẽ bằng 180 độ. Thì những cái phần này thì chúng ta đã được biết và được học ở trong những cái bài trước rồi. Khi chúng ta biết được những cái điều này thì cái việc mà tính các góc khi người ta cho một số đo nào đó, nó tính các góc còn lại trong cái hình thì rất là đơn giản em. Chúng ta có thể sử dụng các kiến thức chúng ta được học, đó chính là gì? Kề bù hoặc là đối đỉnh. Ngoài ra chúng ta sử dụng so ly trong, đồng vị, bù trong cùng phía. Chúng ta cũng rất là ít xài cái góc ngoài cùng phía, có ngoài cùng phía nữa. Ví dụ như là góc A2 với lại góc B4 này là hai góc ngoài cùng phía. Thì ngoài cùng phía nó cũng sẽ cộng lại là bằng 180 độ, nghĩa là bù nhau, nghĩa là góc A2 với B4 này, A3 với B3 này, gọi là ngoài cùng phía. Phải không nào? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần bài tập bổ sung em nha. Ta sẽ đi sang câu 5.1 em. Rồi. Biết rằng hai đường thẳng AB song song với nhau, một đường thẳng C cắt hai đường thẳng AB và B. Khi đó mọi kết quả sau đây, quả sau là đúng hay sai? Cái này chúng ta được học rồi nha. Ta có thể vẽ minh họa cái hình lại. A, B, một cái đường thẳng C nào đó nó cắt, trong khi đó ở đây là A song song với B này. Các em hiểu nào? Đường thẳng C, mỗi cặp góc so ly trong bằng nhau, đồng vị bằng nhau, mỗi cặp góc trong phía mình bù nhau. Như vậy thì tất cả cái này chúng ta đã được học hồi nãy, thầy đã làm cho em rồi theo cái tính chất em. Đó nè, như vậy thì em ghi thầy đây là theo tính chất thì tất cả các cái câu A, B, C là đều đúng. Có nè, tất cả câu A, B, C đều đúng. Ok chưa nào? Đúng hay sai mà. Ví dụ ở đây chúng ta ký hiệu đây 1, 2, 3, 4. Ở đây 1, 2, 3, 4. Ở đây thì nếu mà nếu ở đây A song song với B thì so ly trong, ví dụ như là A1 bằng B, B3. A1 bằng B3 là so ly trong này. A1 bằng B1 đồng vị. A1 cộng B2 bằng 180 độ là bù nhau, trong cùng phía bù nhau ha. Ok, xong. Như vậy trong clip hôm nay tới đây kết thúc em nha. Trong clip sau thầy quay cho em ba bài còn lại từ 5.2 cho tới 5.4, được chưa nào? Chúc em học tốt nha. Bye bye.